Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Gia Rí nha các bạn. Hôm nay có cái anh trai, anh tới anh ủng hộ con R15. Con này thì lên được kính độ, trong đổ. Rồi nhìn đó, với lại ốp đuôi, ốp bình xăng nữa. Con này cũng... Hả? Máy 65 đi không nổi. Nổi, mang giày vào. Anh ở đâu ta anh? Ở Thủ Đức. À, thôi nói hả? Chung là coi video mấy tháng trời là giờ phải chốt đó. Phải coi mới tháng trời mới lên ủng hộ mọi người. Anh em mình cứ chịu khó mình theo dõi. Đó. Con này thì đó nó ốp đuôi này nhìn rất là cứng. Ốp bình xăng. Đầu R6. Giờ lên thêm đồ lên cái này nữa thì nhìn bao phê rồi. Hả? Cái này là của xe tướng không mà. Đó, đó là anh lên anh ủng hộ con này nha mọi người. Rồi, còn ở bên này thì hàng mới về nữa nha mọi người. Nói chung là R15 thì ngày nào cũng có cả mọi người. Hôm nay là về hình như là 2-3 con R15. Nói chung là không có cái ngày nào mà nó không có xe về cả mọi người. Biển số 93 nữa nha mọi người. Con này 2020. 2020. Con này thì lên được bồ. Chống lên được cái bùn. Chống đổ. Con này đi bao nhiêu ngàn anh? Sáng ngày nhớ là mới kiểm tra 1.940 coi nha mọi người. 9. Tiền nào của đó đó anh chị và các bạn mình nhìn đi. Đây gai gió vẫn còn nè mọi người. Đó, anh em mình nhìn á. Dàn áo bọc keo 9 mít. Dàn áo thì bọc keo hết. Đó là R15 V3, hàng mới về. Mà hiện tại thì dòng R15 thì đang giảm 1.9 triệu. Mà số lượng ở trong nhà thì còn rất nhiều nha. Tầm 40 con nha anh chị và các bạn nha. Khoảng đó thì các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ á. Dòng này mình trả góp thì mình trả từ 18 tới 25 triệu nha mọi người. 18 tới 25 triệu là góp. Rồi. Tiếp tục con thứ hai. Một cái dòng xe mà rất là nhiều anh em mua cũng như R15. Chơi cũng nhiều như thế là GX. GX băng R nha mọi người. Con này là một con đen nhám á. Dạ. Đúng rồi anh nhỉ. Đó, mình còn một con là 78 triệu, C219 của Thái Lan, biển số Sài Gòn, biển số 67219. Con này thì giá cũng là 50 triệu 9. Dòng này cũng giảm 1 triệu 9 cho anh chị và các bạn nha. Cầm theo chứng minh với bằng lái là góp được rồi. Nếu như một chiếc xe như vậy thì anh em cứ chuẩn bị theo 40 triệu là góp được. Đúng rồi. Con này đi 10 ngàn nha mọi người. Ok. Đó, đèn nhám. Ở trong nhà cũng còn rất là nhiều. Anh chị và các bạn mình mua thì mình liên hệ. Thấp nhất hình như là 46 triệu hả? Cao nhất là có bản ABS là 55 triệu cho mọi người. Về dòng GTX này. GTX R chứ. Con này thì bắt trúc gầm biển số nữa. Đó. Ngoài ra thì đây FZ25 thì về còn... từ hôm qua nhưng mà hôm nay mới rửa. Biển số 59 này mọi người. Còn số 19.000 cây. 19.000. 54.900. Dàn áo còn bọc keo nguyên con. Quá đẹp mọi người. Trong nhà này có mấy con cũng mới về nữa. 54 triệu 9. Rồi mình tiếp tục là mình vào bên trong mình quay thêm cho anh chị và các bạn ha. Cho anh đi qua cái em. Đi ra. Và đây CBR, CBR. Đó, 150. Hàng này thì về cũng nhiều, số lượng cũng nhiều cho mọi người. Con này là đi được 16.000 cây, 2018. Giá là 57.900. 57.900. Con này đang rút hồ sơ. Đang rút hồ sơ. Xe biển Nha Trang. Biển Nha Trang.
mới về con đó này. Còn đây nếu con R15 hôm nay đem ra bán luôn. À R3. À R3. À, chính thức là hôm nay mình sẽ bán luôn ra R3. Bán con R3 luôn nha mọi người. Odo 16.380 cây. 2018. Biển 82 Com Tum. Alo. Giá này là 82 triệu nha mọi người. Rồi 2018 á. Đó. À 85 triệu nha nhầm. Dạ, em ở Di An Bình Dương, em xét còn nhiều ấy. 16.000 coi. Dạ, còn 3 4 chiếc. À, biển Sài Gòn thì có một con anh. Có một chiếc biển Sài Gòn anh nhé. Đó, như gọi là có R3. Dạ, anh nhân ra ba cũng có nha. Mình thấy anh em hỏi cũng khá nhiều. Dạ. Rồi, dạ. Tiếp tục một con nữa. Giá con đó là 33.900.000. Con này R15 các bạn ơi. R15 màu này quá đẹp đi. Anh nhắn tin qua chỉ cần hỏi là xem hình FZ biển Sài Gòn là được rồi. À, em biết đường em trả lời rồi nhé. Con này là sơn 3D. Ồ, tem sơn 3D. Màu cam. 3D. Cam. Lên cái bô AK. À, đi với cái bô AK cho mọi người. Đèn trợ sáng rồi chống đổ. Bát đút gầm, chắn bùn nó lên tùm lum ấy. Con đi này 12.000 cây. À, 12.000 cây. Xe là 2019 và giá là 58.900. 58 triệu 9 này, thứ nhất là con này gần như là đủ các lên đủ đồ chơi. Mấy cái đồ chơi cơ bản là gần như lên đủ hết. Để bảo vệ con xe là lên đủ hết nha mọi người. Rồi, thì để mình quay thêm tem X cho anh chị và các bạn ha. Tem X còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à, để em quay thêm tem X 7, 8 con. 8 con à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à? 7 con à? 8 con, 8 À, 8 con, 8 con. 8 con. Rẻ thì... nhất khi mà giảm xuống là còn 41 triệu mà cao nhất bây giờ thì nó còn là 47. Cái này về dòng này vẫn đang giảm 1 triệu 9 nè mọi người. Con này thì biển số 38 đời 2018 là 43.900.000. Đó. Rồi, tiếp tục là TPX này là biển số 70/2018 là 48.900.000, giảm 1 triệu 9 nha. Thì TPX này anh chị và các bạn mình vui lòng mình chuẩn bị trả góp là tầm 15 triệu là mình góp được nha mọi người. Rồi. Tiếp tục một con màu đỏ đen ha. Biển số 93/2018 là 45.900.000. Đó. Con bên này thì cũng là màu đỏ đen luôn, 2017 là 45.900.000 cho anh chị và các bạn luôn. Và màu xám biển số 59/2018 là 47.900.000 nha. Đó. Anh em mình mua con TPX nào thì mình cứ tranh thủ thời gian ha. Xe thì lúc nào nó cũng có cả và rất là nhiều hàng nữa. Nên các bạn mình cứ yên tâm ha. Mấy em GTX này mới về khá đẹp luôn nữa đây. Con này biển số 60/2018 là 47.900.000 nè mọi người. Rồi TPX này nữa này. TPX màu xám luôn, biển số 95/2017 là 43.900.000 nha, dòng này giảm 1.900.000 nha. Tiếp tục một con nữa là cũng là biển số 68/2017 là 44.900.000 nha. Xe bữa nay nhiều quá thì quá chặt mọi người. Cái con bên kia thì chặt quá thì cũng nên bước vào một cái mình quay cho mọi người ha. Quá chặt mọi người. Con này 27 biển số 68 là 48.900.000 luôn. Thì dòng này cứ giảm một, cứ 150 là giảm 1.900.000 nha mọi người. Ngoài những cái dòng mà ví dụ như xe hãng này cũng còn dòng cổ điển, dòng cruiser đồ ở nhà bên kia nha mọi người. Các bạn mình muốn mua thì mình cứ tới ha. Xe thì rất là nhiều. Bên này thì có đã đủ các mẫu chứ anh em nhiều lúc mình coi mình cứ tưởng là không có nha. Các bạn nào có nhu cầu mua ô tô mình cứ tới ha. Tại vì các bạn nhìn đi, gần như là đợt này không có không gian để đi ngay chỗ ví dụ phía trước với sau gần như không lọt vào được đây này. Nên rất là khó quay luôn. Nhưng anh em nào mình mua thì mình chịu khó mình tới ha, mình chỉ báo cái tổng cho anh em một cái ha. Ví dụ R15 V2 thì giá thấp nhất là 34. Còn cao nhất cũng chỉ là 43 thôi, tại vì nó giảm cái dòng này giảm 2 triệu 9. Giảm 1 triệu 9 nha mọi người, tùy theo con, tùy theo đợt. Có con có lô thì nó giảm 1 triệu 9, có lô thì giảm 2 triệu, ví dụ 2 triệu 9. Con này thì ví dụ biển số 59/2012 42.900.000, giảm 1 triệu 9 còn 40, 41 thôi mọi người. Đó, quá đẹp.
Đó là mình lướt sơ qua, các bạn nhìn GTX đây. Các bạn phải cứ từ từ. Như nãy anh em xe mua xe vậy, họ quay rất là lâu rồi họ mới mua ha, ủng hộ ha. Nên anh em nào mình thực sự mình muốn mua, mình ủng hộ thì mình cố gắng mình xem kỹ video giúp em á, để mà liên mình tới mình liên hệ mình mua nha. Rồi, chắc là mình sẽ kết thúc clip nha. Mọi người xem nhớ like cho sĩ mạnh ủng hộ á. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn ở clip tiếp theo nha.